Đây thì chúng ta lên YouTube, chúng ta search cái cảm âm Happy Birthday này. Son son la son do si, son son la son re do, son 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 la do si. Cái chỗ này ấy thì nó sẽ hơi khác so với cái bài của tôi. Nghĩa là cái lời cái này nó cũng hơi, nó hơi khác so với cái bài lúc nãy tôi ghi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó ghi đô 2 này, rê 2, đô 2 này, đấy là về cái quãng đấy, nó là quãng cao hơn. Chúng ta cũng có thể tập theo cái bài này cũng được, là chúng ta dò các cái nốt son, la, son, si, đô 2 này ở đâu trên cần đàn và chúng ta sẽ tập theo cái nhịp này. Đấy, nếu mà các bạn tập tốt ấy là chúng ta sẽ bấm theo cái nhịp này. Đây thì các bạn nên trên YouTube các bạn search cái bài bài tập tay phải guitar hoặc là bài tập guitar tay phải, nó sẽ ra một video mà tôi thấy nó cũng rất là hữu ích của thầy Lân Ốc. Bài tập guitar cơ bản bài 1 này, tập tay phải 2021. Thì dưới này nó có cái list này và chúng ta có thể trình tự. Chúng ta tìm hiểu thêm và có thể tham khảo thêm đây. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ làm lại cái video dành cho những người mới bắt đầu tập guitar. Tập từ đầu tiên đấy ạ, tập từ con số 0 tròn trĩnh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu thì có những cái điều sau mà các bạn nên để ý. Thứ nhất rằng là thời gian gần đây các bạn nói rằng video của tôi có chữ nó chạy. Thấy lần này sẽ có bài tập tay phải và cả bài tập tay trái nữa. Nên các bạn sẽ phải tìm hai bài đấy. Còn có thể trên mạng còn nhiều cái bài nữa mà tôi cũng chưa kịp để tìm hiểu đâu vì nhiều quá, mênh mông cả nên là chả biết là thầy nào hơn thầy nào. Thấy cái bài này thấy hữu ích thì tôi chia sẻ với các bạn.